Đây nha anh em nha, đây là bóng hậu 7 màu hình cái hạt nhé. Đấy. Rồi, đề mi đi em. Đấy, khi bật đề mi nó sẽ chuyển 7 màu này, như buộc là anh em phải dùng điện bình nhá. Mình nhắc đi nhắc lại là phải điện bình nhá. Điện máy là sẽ lắp phát mà nổ máy đi, bật đèn là cháy luôn đấy. Đấy. Đây là đề mi này, giẫm phanh đi. Đấy, giẫm phanh nó sẽ nhảy đỏ như này. Hiệu ứng chớp F1 nháy đỏ. Rồi em để lại đề mi đi. Đấy, đề mi sẽ nháy chuyển 7 màu nhá. Đấy, bây giờ em tắt bỏ đề mi, giẫm phanh. Đấy. Rồi ok, đây là phanh. Rồi ok.